Thì sâu xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Thu Du. Kính chúc sức khỏe của chú anh chị các bạn. Hôm trước thì Tisu có giới thiệu cùng với cả nhà mình một đoạn đường của Hùng Vương, để cô chú anh chị các bạn có thể là hình dung ra được những cái quán ăn dọc đường Hùng Vương này, để mình có những cái kế hoạch chuẩn bị cho cái chuyến du lịch ở Phan Thiết. Thì hôm nay tiếp tục hành trình thì Tisu cũng đi vào buổi chiều tối, và bây giờ là 6 giờ tối cả nhà mình, để cô chú anh chị các bạn cùng đi dạo với Tisu ở trên đường Hùng Vương này. Và mình sẽ coi thử là trên đường Hùng Vương có những cái quán hải sản gì để mình có thể là lựa chọn và chuẩn bị cho cái chuyến du lịch thật là vui vẻ và ý nghĩa ạ. Ở đây là cái quán Mesta cả nhà mình. Quán này thì họ vừa có quán phòng lạnh với lại ngồi ở ngoài trời. Giá thì cũng mềm mại chứ cũng không có cao đâu ạ. Lên nữa là lẩu kim chi Hàn Quốc mì cay 7 cấp độ. Cả nhà mình ăn cay có tốt không ạ? Mì cay 7 cấp độ. Đây là mì cay thì mình có thể là ngồi ngồi trên cao ghế như thế này, hoặc là ngồi dưới thấp, theo cái dạng bệt, theo cái phong cách của Hàn Quốc cũng được. Mì cay này là ở địa chỉ là số 7475 đại lộ Hùng Vương. Cái này là dãy nhà số lẻ cả nhà mình. Đó, đằng kia cả nhà mình thấy cái xe jeep màu vàng không? Và khách du lịch đồ đó là người ta muốn đi chơi trải nghiệm ở trong thành phố Phan Thiết, thì mình có thể là họ book cái xe rồi họ cũng chở vòng vòng ở trong thành phố Phan Thiết để mình đi chơi. Hoặc ở đây cả nhà mình thấy là một cái hàng ăn khác nè, đây Đồng Hồ Quán. Hồ này thì họ thường hay tổ chức tiệc sinh nhật, rồi những cái bàn tiệc mà cho khách đông người hoặc ít người cũng có. Và nói chung là Tisu để ý thấy rằng là những cái hàng quán ở đây thì giá của họ là cũng xem nhau cả nhà mình, không có quá cao mà cũng không có quá thấp, nó cũng ở cái mức mà ăn ở Mũi Né thì cũng giá này, mà ăn ở Phan Thiết cũng giá này. Nhưng mà có người thì ăn xong thì nó là mắc hơn giá ở trong Sài Gòn. Ở thì Tisu cũng không biết, tại vì ví dụ như anh hải sản mà ở Phan Thiết nha, đó, mình đi chợ thì cũng là ở chợ, nhưng mà là chợ ví dụ chợ Phú Thủy thì họ bán cái hải sản nó lại rẻ hơn chợ lớn, nhưng mà cái chất lượng hải sản thì chợ Phú Thủy thì nó lại có cái độ tươi hơn ở chợ lớn. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như mình thấy đi ra ngoài bãi đá ông địa thì hải sản tươi, thì nhiều lúc mình thấy là giá nó cũng ngang giá chợ đó, cho nên là tùy vào cái chất lượng hải sản mà mình có thể là biết được là hải sản với cái giá đó thì nó có phù hợp hay không. Chứ còn nếu dụ mua con mua ký mà có giá có tiền mà mình so sánh giá thì mình chưa có trải nghiệm được cái hương vị của hải sản thì nó cũng chưa có thể là giá mà cái sự đánh giá nó khách quan. Hoặc ví dụ thì Tisu lấy như thế này, ví dụ cả nhà mình thấy là mình đi chợ cảng cá Cùng Chà đi. Hôm trước Tisu có quay chia sẻ cùng cả nhà mình lần rồi đó, thì mình thấy ví dụ như có những cái cá mà chỉ có 25.000 một ký thôi đó, nhưng mà ra chợ thì khi mình mua thì giá nó cũng lại cao hơn. Nhưng mà nó vậy đó, cho nên là mình không có biết được, cái này là do cái người mà người ta bán, người ta nấu thì người ta mới biết được là cái sản phẩm đó nó giá như thế nào. Bây giờ mình tiếp tục đi cái hàng tiếp theo.
Đây là hàng cơm niêu nè. Ở đây cơm niêu nướng ngói chuyên phục vụ các món nướng hải sản tươi sống. Lượng khách này cũng ổn ổn nha cả nhà mình ha, cũng không phải là quá vắng vẻ. Trên này có một cái hàng nội thất Phan Thiết. Tiệm cơm niêu Công Phụng đã mở lại cửa nè. Hồi lúc trước là tiệm này là tạm đóng cửa, hôm nay đã mở lại rồi nè cả nhà mình. Ở đây có kem 15 vị, kem tạo thành thủ công đó. Nếu mà cả nhà mình thích tiệm kem thì mình có thể là ghé lại đây và kéo ra đây. Họ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 20 giờ đêm cả nhà. Đường phố nó cũng bắt đầu lịch đèn. Dạo này Phan Thiết quê mình ở trên đường Nguyễn Tất Thành là cũng có nhiều cái trang trí mới cả nhà mình, hình cá cơm nè, rồi những cái biểu tượng. Chị Xu thấy là họ đang trang hoàng, không biết là có thêm cái sự kiện gì mới hay là họ tạo hình mới để cho Phan Thiết mình có được cái khung hình đẹp cho bà con được ở xa lại chụp hình. Bữa nào thì tôi sẽ đi cái đường Nguyễn Tất Thành đó rồi quay giới thiệu cùng cả nhà mình sau ha. Hôm nay thì đi đường Hùng Vương. Ở đây tiệm cơm niêu nè, Kim Anh Quán nè. Thì tiệm này thì Tiêu Xu nghe nói là cũng là một cái tiệm mà hồi xưa là Kim Sơn Lầu hả? Hay là Nam Thành Lầu, cũng là một cái tiệm mà của những người mà bà con ở trong một gia đình, rồi sau này họ mở rộng ra. Nằm ở bên ngay chỗ vườn bông nhỏ nè cả nhà. Ở đây thì đa phần là họ có khách bàn, và lúc nào ở đây thì cũng đông khách hết cả nhà mình. Được một cái là như vậy, lúc nào họ cũng đông khách. Ở đây có cái biểu tượng cũng hay hay. Cái lù ở trong cái này nó giống như là bằng tre, nhưng mà là họ có đầy nước ở đây. Đây là những cái tiệm ốc nè đó, họ bán thì mình ngồi ngoài phía trước, ngoài lề đường mình thưởng thức luôn. Buổi tối ở Phan Thiết nhà mình thấy là đèn, với lại họ có trang trí những cái bông hoa với những cái biểu tượng, nhìn nó cũng khá là đẹp tai cả nhà. Con đường nó sáng ra, cộng thêm là những cái hàng hải sản ở đây nữa họ cũng mở đèn, cho nên mình thấy là đường là nó sáng sủa.
hải sản ở nhà mình thấy là đông khách hơn, bởi vì xô mở rộng cái khung hình mình đi ngang qua đó. Nói chung là họ sẽ đón khách ở cái chỗ này rất là, đứng ở phía ngoài thành rất là dễ nhìn thấy, tại vì cái ánh sáng ở phía trong nổi bật nên cả một cái khung, cho nên là họ sẽ dễ dàng cho cái việc mà đón khách. Giống như là mình đi ra cái đường bờ kè cũng vậy, bờ kè mà ở ngoài Mũi Né thì họ cũng đứng phía ngoài quất khách vậy nè cả nhà, mời khách vào. Này quán hải sản Bé Hiếu. Thì xô để vô đây coi họ cần hải sản. Chị ăn gì con? Ốc hương. Đào dương hả? Ốc ngọt. Mấy con xô đào dương nha. Dạ dạ. Sò dương 400 kg. Sò dương 400 kg rồi cả nhà. À, nghêu nghêu nghêu. Con này 2.4. Chỗ con nào? Đó. 4 kg. Hai này. Hai này. Cá bò. Sò dương là 400 kg à? Dạ 400 kg. Lấy mấy con? 4 con em ạ. Cá như mẹ anh. Cá đang giữ nha anh. Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành đây sao chú Chi ơi? Cô em. Sò dương nướng mỡ hành phải không? 8 giữ. Cá bò này nhiêu ký? Dạ cá bò 500 giữ. Gấp mực này đi. Mực này là mực ốc lạnh. Dạ 8 giữ anh. Ốc hương 850 cả nhà. Ốc luôn đó, gấp cho được con này. Hai đang giữ hả chú? Mực đó nhiêu 1 ký em? Dạ 4 giữ. Cái nghêu hay còi á. Nghêu nè, sò ngọt nè, càng con cúm núm nè. À, bên này họ cũng đang nướng sò này cả nhà. Đó, nướng cá nè. Cá gì vậy nướng? À, cá chiên nướng. Chim này họ sẽ làm đôi cả nhà, rồi cái họ bật lên thì họ nướng nè, cho nên là cái cá nó sẽ chín. Chín tốt hơn là mình để nguyên con. Góc này thì có một cái quán nè, thường đó là sẽ có ca sĩ
ở Sài Gòn về hát cuối tuần trong tuần. Xoay Hùng Vương, cả nhà mình đi hướng bên kia đường Nguyễn Tất Thành, còn hướng cái xe tải màu trắng đó là đi về đường Hùng Vương. Còn mình đi qua cái dòng xoay, mình đi thẳng qua bên này là cũng là hướng đường Hùng Vương nè. Rồi nhìn qua góc này là sẽ thấy siêu thị Lotte Kem Mart nè. Rẽ bên tay trái này, tay phải này thì về đường Tôn Đức Thắng. Chuẩn bị có phủ sóng wifi ở hai nơi đó, công viên Võ Văn Kiệt và công viên Đồ Dương đó cả nhà mình. Đây là mình đang đi bộ qua lại bên siêu thị Copmark, thì Tiêu Sơ sẽ hẹn cả nhà mình quay bên trong cái siêu thị này ở một cái video clip khác ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình của chú anh chị các bạn. Hôm qua thì mình kết thúc trên cái con đường vòng xoay Hùng Vương. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì tôi cũng muốn dạo cùng cô chú anh chị các bạn một đoạn ngắn ở Phan Thiết quê mình. Và buổi sáng sớm giờ này thì 5 giờ sáng để mình coi đường phố ở Phan Thiết vào lúc 5 giờ sáng có đông đúc nhộn nhịp giống như là buổi tối mình nhìn thấy trên đường Hùng Vương hay không. Thì đây là một cái con đường ngắn ở đường Phạm Ngọc Thạch. Đường này thì buổi tối cũng sầm uất cứng cả nhà mình. Các quán hàng ăn đồ là họ bán là khá là nhiều. Và buổi sáng thì họ cũng có bán đồ ăn sáng. Nhưng mà giờ này thì cả nhà mình thấy có những cái hàng mà họ bán sáng nè. Thì giờ họ mới chuẩn bị họ dọn hàng thôi. Đó. Ăn sáng thì giờ này chuẩn bị dọn hàng. Còn bên này thì sáng bán rau thì giờ này họ cũng có xe bán tải thì họ chở hàng qua. Những cái hình ảnh vào cái lúc sáng sớm như thế này thì cả nhà mình thấy rất là quý đúng không? Còn hẳn ví dụ như đây là hàng thịt heo nè. Buổi sáng sớm thì hàng thịt đã tới rồi. Thì họ treo bảng rồi đèn rồi lên rồi xả những cái thịt rồi bỏ mối cho sỉ hoặc là bán cho những cái người mà đi tắm biển về sớm, hoặc là ở đây là có những người đang ngồi uống cà phê vào buổi sáng sớm, những người thức sớm uống cà phê gặp những người bạn trò chuyện đôi ba câu rồi xong rồi về đi làm hoặc là kiếm bạn giao lưu đánh cờ. Không khí buổi sáng rất là mát mẻ cả nhà mình.
khí hậu ở Phan Thiết của mình thì thật sự ra bây giờ là đang là gọi là mùa mưa, nhưng mà cũng không có nhiều mưa, mà cũng không có phải là bị quá nắng, trừ cái tháng vừa rồi á. Tháng vừa rồi là tháng, bây giờ là tháng 6, tháng vừa rồi là tháng 5. Cái tháng đó thì nó hơi nóng trong một tháng thôi, chứ còn lại thì Thi Xu thấy là Phan Thiết mình là khí hậu nó khá là ôn hòa. Vừa có núi vừa có biển. Thiên nhiên thì cũng ưu đãi. Thường thì Yosu nãy thấy là những cái lần mà ví dụ như bão đến đi thì mình cũng có thông báo bão, nhưng mà hiếm khi nào mà bị ảnh hưởng bởi bão, nó chỉ có chuyển qua áp thấp nhiệt đới và mưa nhẹ nhẹ là hết. Một buổi sáng tinh mơ dạo cùng với cô chú anh chị các bạn trên con đường này, cả nhà mình nhìn thấy hai bên đường có hoa bằng lăng, mùa này hoa bằng lăng cũng chuẩn bị nở, và cảm nhận được cái không khí trong lành mát mẻ. Và cũng là một cái đoạn ngắn để Thi Xu kết thúc video clip, và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và an yên đến với mọi người và mọi nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn yêu mến và đăng ký kênh ủng hộ Thi Xu.